Như vậy vòng 1 Rap Việt mùa 3 đã kết thúc, các đội đã chốt xong 8 thành viên của mình. Việt Rap Moment nhận định team B-Ray và Andree sở hữu những thành viên mạnh nhất vì họ vừa có yếu tố kinh nghiệm và kỹ thuật. Team Thái Việt Di sở hữu nhiều thành viên bốn chọn nhưng vẫn là team trẻ nhiều ẩn số, cũng giống đa phần các thành viên của team Big Daddy. Sau đây, chúng tôi xin dự đoán tiếp các cặp đấu trong vòng 2 Rap Việt mùa 3. Tell me, OG, is you finna ride? I was made for this. You can see that look up in